mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm môn phái võ đăng khí, và cô sẽ nói cho anh em lý do tại sao võ đăng khí có thể là một trong những môn phái vô địch giải đấu Võ Lâm Minh Chủ 2022 kỳ này. Anh em cũng biết là kỹ năng võ đăng khí hiện tại đang được rất là mạnh. Rất là mạnh ở chỗ nào? Với cái con võ đăng khí bây giờ là mỗi lần mà chúng ta đánh vào đối phương, cái chiêu chân võ thực tiệt sẽ giúp cho võ đăng khí nó được hồi lại một lượng mana, một lượng năng lượng nội lực theo phần trăm, để giúp cho võ đăng khí có được một cái lượng nội lực rất là tốt. Mà võ đăng khí có nội lực là coi như nó cứ chơi chiêu hoài, đúng không anh em? Đây là môn phái võ đăng khí, là một môn phái nó có hai bộ máu, hai cây máu, nói chung là vậy, là nó có chiêu tội vọng vô ngã, là chuyển hóa sát thương dính vô nội lực nếu như chúng ta còn nội lực. Còn chúng ta hết nội lực thì nó sẽ đẩy qua máu. Nhiều anh em sẽ chơi võ đăng khí là tăng full luôn cái tọa vào vô ngã để chúng ta lấy cái mana mà đỡ cho máu, đúng không? Nhưng mà cái điều này về sau sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì sao? Một phái võ đăng khí nó rất cần mana để nó đánh. Nếu như mà hết mana thì võ đăng khí coi như là không có chiêu. Và khi mà võ đăng khí không có chiêu, võ đăng khí sẽ không thể nào mà sốc đam được đối phương. Cái điều thứ hai, võ đăng khí nó mạnh là môn phái này có chiêu giải khống chế. Và môn phái này bây giờ đánh được nhanh rất là mượt và đam rất là to từ cái kỹ năng, đó chính là cái chiêu cái chiêu số 3 nó tên gì quên mất tiêu rồi. Ta quá thái thanh, đúng rồi, tự nhiên quên lãng cái nghe cái mất mệt anh em. Cái chiêu này bây giờ là nó được tăng lên cái tỷ lệ choáng luôn, khả năng khống chế của võ đăng khí có luôn. Cái chiêu của thiên địa vô cực á bây giờ là đánh rất là mượt luôn, đánh mượt mà lắm anh em, mượt mà như gái 18 nha, đánh rất là mượt. Rồi thêm cái chiêu bắt cấp nhi phục bây giờ nó bự chà bá lửa luôn, nguyên cái bách quái vô đầu một cái là coi như là lên dĩa luôn. Rồi nó là nó bự chà bá luôn, thiệt luôn á. Lên dĩa là ở đây là sao, là thấy nó bự quá hết hồn chết á là lên dĩa đó, chứ thật sự là cái chiêu bắt cấp nhi phục bây giờ nó bự thật, khả năng khống chế có luôn. Và cái chiêu bắt cấp nhi phục thì anh em cũng biết là đam nó rất là to, rất là to. Nếu như mà dính thêm bắt cấp nhi phục mà dính thêm cái tạo quá thấy thanh nó, trời ơi, ta nói là rất là khó ở luôn, phải nói là vậy. Rồi bây giờ là gió đăng khí này, nó được cái là đánh nhanh, đúng không? Tốc độ di chuyển của gió đăng khí nó được tăng lên nữa, rồi nó chạy như một cái máy luôn. Mấy ông gió đăng khí lơ mơ là đi ở dưới ngựa mà còn nhanh hơn mấy ông chạy trên ngựa của một vài môn phái luôn, nó khủng khiếp là chỗ đó đó. Võ đăng khí lý do tại sao mà cô nói có khả năng vô địch cao, tại vì cái bộ chiêu của nó rất là độc. Và nếu như mà vô được vòng chung kết của Võ Lâm Minh Chủ, hầu như anh võ đăng khí nào cũng sẽ build ít nhất là cũng 50% để tránh. Mà những anh mà build kỹ về thiên về võ đăng khí thì các anh ấy sẽ build tầm 55-60% để tránh. Nhiều anh em mình không biết anh em lấy cái dự kiện ở đâu, anh em nói là 55% để tránh cũng như 60% để tránh, mình không biết anh em lấy dự kiện ở đâu, nhưng mà mình không có bàn về cái vụ đó. Những anh em nào có khả năng build lên 60% để tránh là những anh em đó có một cái sự nghiên cứu về cái con game này, về môn phái võ đăng khí rất là cao. Tại vì võ đăng khí là cái môn phái có khả năng lên né tránh full, vì cái môn phái võ đăng khí có cái chiêu nó tăng né tránh. Và nếu như anh em sử dụng cái tâm vô bạn vụ nữa, một vài cái văn cương hay là những cái dòng thuộc tính của anh em mà lựa chọn thương pháp với lại né tránh nữa, thì anh em sẽ có thể build lên là 60% né tránh, giúp cho anh em có thể né được những cái đòn khống chế hoặc là lá đam của đối phương. Tại vì về sau là môn phái nào cũng vậy, anh em vô top được cái top của Võ Lâm Minh Chủ á, vô cái dòng chung kết là anh em hầu như là ai cũng full kháng chi mạng hết trơn này, là anh em rất là trâu rồi. Bây giờ né tránh của anh em lại lên rất là cao. Nếu như mà anh em build lên được 60% là coi như là anh em 10 cái là anh em né 6 cái của người ta rồi. Anh em né được cái khống chế của người ta, anh em có được miễn khống chế, anh em sốc đam người ta, trâu quá khủng luôn anh em. Cực kỳ kinh dị luôn. Chưa kể cái diệu thủ hồi xuân nữa, nó sẽ giúp cho môn phái võ đăng khí. Nếu như anh em nào chơi diệu thủ hồi xuân sẽ giúp cho võ đăng khí có được một cái lượng hồi mà những anh em nào mà thuộc dạng mà top họ tăng lên full kỹ cực kỹ là 100/100 á, anh em sẽ hồi được 48% máu khi mà anh em bị đánh trúng. 48% máu trong vòng như 6 giây, mỗi giây hồi 8% là thật sự là coi như là anh em bơm biết bao nhiêu bình máu rồi, đúng không? Quá lợi hại luôn á. Chưa kể là mình chơi chiêu vào đối phương mình được hồi một cục mana nữa, là có khả năng chúng ta câu kéo rất là dữ dội. Võ đăng khí nó chỉ thua thôi nha, hệ mộc thôi, là nó thua con ngũ độc trưởng. Con ngũ độc trưởng nó đánh quá khủng và cường quá, ngũ hành ở trong cái game này nó cực kỳ hay.
game này nó dở một cái là lót hình ảnh thôi, cái thứ hai là nó để smart pk nó can thiệp quá nhiều những cái auto mình không có chơi là nó dở hay là nó không đáng hay là nó không có thích hợp ở trong game này. Nó hỗ trợ rất là tốt cho anh em đi hoạt động, nhớ anh em nào mà bận đồ này nọ, anh em đi hoạt động đồ các kiểu hỗ trợ cho anh em ok. Nhưng mà thao tác can thiệp quá nhiều vào game này thì mình không có đồng ý, đúng không? BK ăn thua nhau là cái kỹ năng của anh em, mà BK nó là dựa vô auto quá nhiều thì mình không đồng ý. Đó, nên là mình hơi bị ác cảm về những cái auto nào can thiệp quá nhiều về cái BK của chúng ta. Nhưng mà cái đó là chỉ là cá nhân của cô thôi, chứ cô đâu làm được gì đâu, quan điểm cá nhân của mình, nên là mình tạm thời bỏ qua bên. Nếu như anh em nào mà cầm tay chơi võ đăng khí, anh em nên chơi theo cái dạng mà chơi theo cái dạng mà thủ công đó, giống như cô nè. Anh em có thể là chơi chiêu theo mong muốn, cái vị trí mong muốn của chúng ta. Và anh em chơi theo cái này, anh em phải có một cái não to, anh em phải quan sát tốt. Nếu như mà chúng ta thấy đối phương đang chạy để câu đam chúng ta có thể chơi chiêu bắt bài trước. Hoặc là chúng ta phải để ý khi mà đối phương bắt đầu chơi chiêu vào chúng ta và chúng ta chơi chiêu bắt bài, chúng ta phải biết nhanh chóng né chiêu đối phương nếu như đối phương đột nhiên tiến tới chúng ta và đánh chúng ta. Rất là căng thẳng luôn. Cái con võ đăng khí này hiện tại là theo như cô thấy á, là các phái solo với nó, thậm chí là thiên dương solo nó thì cũng rất là khó để giết nó được. Kể cả Ngami. Rồi võ đăng khí thì anh em cô thấy là anh em nên build bỏ qua né tránh nhiều. Tại vì lý do tại sao, đây là môn phái có khả năng gây ra một cái lượng khống chế rất là ghê gớm. Từ bộ kỹ năng ban đầu thì anh em cứ chơi bắt cấp di phục đối phương mà bị chón là đẩy vô cái tạo quá thay thanh rồi đứng đánh thường trưởng 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 liên tục thôi là đối phương là coi như là đơ luôn. Cái điều này bắt buộc anh em phải build bỏ qua né tránh nhiều. Bây giờ là ai cũng có cái chỉ số né tránh ít nhất, mà nói nha, ít nhất nha, là 40%. Bây giờ anh em không build bỏ qua né tránh là coi như đánh vô những người có chỉ số né tránh cao, hầu như là mê thất. Đó, cô nói thật. Bây giờ là những anh nào mà build bỏ qua né tránh nhiều mà kết hợp với tỷ lệ tăng, giống như là môn phái vô đang cần choáng á, tỷ lệ tăng nhiều, thời gian tăng nhiều nữa, trời ơi ta nói là khống chế người ta mệt mỏi luôn. Cô nói thiệt luôn. Kể cả Ngami luôn, nếu như mà Ngami đánh không khéo là có thể bị sốc đam chết bất cứ lúc nào luôn. Cực kỳ khủng khiếp môn phái võ đăng khí. Mình không có tôn vinh võ đăng khí, không có làm cái gì mà kiểu như là mình không có quá tôn thờ võ đăng khí hay không. Cái đó là cái nhận định của cá nhân cua về cái môn phái võ đăng khí. Thật sự nó rất là mạnh. Nó chỉ ngán những môn phái ngũ độc trưởng, ngũ độc đao, những môn phái hệ mộc. Kể cả thằng đồng môn nó cũng ngán. Tại vì đồng môn nó đánh giống chúng độc, mà chúng độc nó rút đam rất là ghê. Nên là chúng ta nếu như mà anh em nào mà cầm võ đăng khí mà build tốt thì thực sự vẫn có khả năng vô địch trong cái mùa giải 2022 này. Còn võ đăng khí hồi trước mùa giải cao cấp đó, anh Đặng Bảo Tây Lâm anh vô địch đó. Lúc đó võ đăng khí không mạnh nha. Võ đăng khí nó bị khống chế rất là dữ dội luôn. Nó đánh cũng không được nhanh. Đó, là lúc đó vẫn chưa full kháng chí mạng gì cả. Bây giờ có thể là anh em build full kháng chí mạng, build full thủ rất là nhiều. Chắc chắn là thiên về công là anh em đã build rồi. Chí mạng, sát thương chí mạng chắc chắn anh em đã full 100% hay là 300% sát thương chí mạng. Nhiều anh em nói ơi vô trong cần chi build bổ qua gì à, cần chi build chí mạng sát thương bảo kích làm chi. Đúng không? Ai cũng full kháng chí mạng rồi. Vô trọng build chi cho mất công. Nhưng mà anh em không nghĩ, anh em vô vòng loại, anh em đánh với những người khác. Anh em không build bỏ cái chí mạng như là sát thương chí mạng. Anh em không đánh ăn những cái người trong vòng loại, làm sao anh em vô được vòng chung kết. Bắt buộc anh em phải build full chí mạng, sát thương chí mạng, sát thương bổ kích, để chúng ta có thể góp mặt vô cái vòng chung kết. Chứ bây giờ anh em không build chí mạng, không build sát thương chí mạng, anh em đánh người ta không vô đam, không lên một miếng chí mạng luôn, là chắc chắn anh em lọt ra ngoài luôn, là chưa vô trong chung kết đã thua rồi, đúng không? Đó là đừng có nói là gì vô trong người kháng chí mạng full hết trơn rồi build chi nữa, tầm bậy. Mình nên build để cho mình vô vòng chung kết chứ, cái đã vô trong đó rồi mình tính sau. Còn cái môn phái võ đăng khí này có vô địch hay không, cô nhận định vẫn có khả năng vô địch được. Bộ kỹ năng nó rất là ghê. Nếu như anh em sử dụng tâm vô vạn vụ được miễn khống chế là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chiêu búp miễn khống chế, sức ứ bất nhiễm. Bởi vậy là con võ đăng khí này gặp các môn phái khác
có thể nó quất lại mấy môn phái thiên về khống chế luôn, kể cả thiên dinh thương luôn. Thiên dinh thương đánh không khéo nó giải khống chế đập lại luôn. Nếu như mà anh em hiểu rõ cái kỹ năng của thiên dinh thương, anh em câu những cái chiêu khống chế của thiên dinh thương đúng quất luôn á. Tại vì giờ gió đăng khí với cách build mà nếu anh em lên được bỏ qua né tránh cao, anh em lên được cái tỷ lệ giảm nhiều, anh em lên được kháng chiến mạng full, đỡ đòn full, đỡ đòn biến thương full, né tránh full, vẫn có khả năng những cái chỉ số đó full được. Thật sự luôn. Bây giờ là mấy ông top là mấy ông có thêm mấy cái cương yên nồi nọ đó, cường hóa của thú cưỡi đó. Nên là mấy cái đó là full, là cái điều đầu hiển nhiên. Khi mà full như vậy thì chắc chắn rồi là mấy ông rất là trâu rồi, đúng không? Nên là những cái ông nào mà không thể sốc đam ổng là coi chừng mấy ổng sốc đam lại luôn. Trừ cái việc mà ổng gặp ngũ độc trưởng nữa thôi. Ngũ độc là nó quất chết thôi. Đó, cái đó là những cái nhận định của cô về môn phái võ đăng khí. Thực sự đây là một môn phái rất là mạnh, nhưng mà anh em phải build tốt và anh em phải có một cách BK hay mới có thể là giành chiến thắng. Với lại thêm một phần rất là khủng nữa, đó chính là anh em phải nằm ở trong cái bảng thuận lợi, chứ mà vô gặp toàn là ngũ độc hay mộc không mà mình cũng hay căng đó anh em, đúng không? Và cảm ơn anh Hồng Lão Nhị đã cho em trải nghiệm gạt võ đăng khí này, thật sự đánh đã thật đấy, châu vải trưởng chỉ chết đối với những ông ngũ độc trưởng mốc đích ghê quá, còn các môn phái khác dứt hết luôn. Và cảm ơn anh Hồng Lão Nhị rất là nhiều nha. Hiện tại là chúng ta ở bên server S87 nha anh em. Anh em nào có những nhận định khác anh em nhớ comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình. Thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.